Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 có tên quốc tế là Sơn Ca. Vào lúc 13 giờ thì tâm bão cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 250 km về phía đông đông nam, cường độ bão cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới sẽ duy trì cường độ bão mạnh cấp 8, sau đó suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào đất liền Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 13 đến 17 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ Đông. Trên đất liền vào chiều tối nay, ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Quảng Bình đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên, mưa lớn trên diện rộng. Trọng tâm mưa là Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ giờ đến Chủ nhật có thể lên tới 250-450mm, có nơi là trên 600mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt do mưa lũ lên. Trước dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, nhất là khi mùa mưa bão năm nay đang bước vào những tháng cao điểm, tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương thực hiện các phương án khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ. Đây là đoạn đê phía đông sông Cùng qua xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, gặp sự cố nứt dọc mặt đê bê tông nhiều vị trí với vết nứt dài 150m, rộng từ 2-8cm, và mặt đê vẫn tiếp tục có hiện tượng lún về phía sông. Hiện nhiều tuyến đê phía tây sông Cùng qua đoạn xã Hoàng Thắng, Hoàng Hóa cũng xảy ra hiện tượng sạt lở mái đê. Đoạn nước từ đỉnh nước đê là cách đây là 3 năm mà ảnh hưởng đến người dân thì thực tế là xe trọng tải, xe 4 bánh là sợ. Đối với các cái tuyến đê mà đang có chưa đạt cao trình chống lũ, chưa đạt về độ cao, chưa đạt về mặt cắt thì chúng tôi đã có dự trữ về các cái lực lượng như là vật tư là đất tích thổ, bó rồng, rồi cọc, rồi phên, liếp, tre và các cái đá thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó với thiên tai khi mà mưa bão đến. Thanh Hóa là địa phương có hệ thống đê điều lớn với 1.000 km đê các loại. Sau thời gian dài sử dụng, đến nay Thanh Hóa có 30 điểm đê sung yếu, bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trong khi đó, nhiều hạng mục đê điều vẫn đang triển khai thi công dở dang. Chỉ đạo các huyện xử lý tại chỗ 7 trọng điểm, đối với hai cái trọng điểm tại Hoàng Ngọc và Hoàng Thắng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với ủy ban huyện xây dựng cái phương án trọng điểm cho cái hai cái sự cố này. Mới đây nhất, do ảnh hưởng đợt mưa lớn vừa qua, gần 1 km tuyến đê tả sông Mã đoạn qua xã Hoàng Đại, thành phố Thanh Hóa đã bị sụt lún nghiêm trọng. Trước nguy cơ mất an toàn chống lũ, ngành nông nghiệp địa phương đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp, đồng thời tập trung xử lý sụt lún nghiêm trọng, đảm bảo ổn định lâu dài cho tuyến đê.